Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Bãi Tư Chính Trung Quốc 3 lần nắn gân, đá chữ thập Hải Dương 8 tạm rút về. Vâng, hình ảnh mới nhất và chúng tôi xin chia sẻ với các bạn ngày hôm nay cho thấy tàu Hải Dương thăm dò địa chất 8 đã tạm rút về và neo đậu tại đá chữ thập. Đây là hình ảnh các bạn thấy trên một trang Twitter được chia sẻ của ông Phạm Thắng Nam đã đưa với việc vị trí hiện tại của Hải Dương 8 trong bản đồ tín hiệu hàng hải, tức là ngày 23 tháng 9 năm 2019, chiều lúc 14 giờ 41 phút theo giờ Việt Nam, nó được neo trong một khu vực nước bên trong dạn san hô này. Và đây là hình ảnh định vị vệ tinh của chiếc tàu này đã được ghi nhận và nó đã về neo tại cái khu vực đá chữ thập này. Và trước đó cũng nhiều lần chiếc tàu này cũng xuất phát đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò địa chất, nhưng sau đó rồi nó cũng lại quay về đúng cái vị trí này để tiếp tục làm công tác hậu cần. Và chỉ sau ít ngày nữa thì có thể nó lại tiếp tục ra khơi và đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khảo sát tiếp. Thì điều đấy chúng ta cũng phải theo dõi thêm. Và đây là lần thứ 3 chiếc tàu thăm dò này đã đi cùng đội tàu hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khảo sát từ bắt đầu tính từ đầu tháng 7 năm 2019. Và hình ảnh của chiếc tàu Hải Dương 8 thì các bạn thấy rất rõ màu và có chữ Trung Quốc ở trên. Sau khi chiếc tàu này đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì không những Việt Nam mà một số nước ở trên thế giới đã lên tiếng, đặc biệt là phía Mỹ. Và ông David Stever là phụ trách ngoại giao và trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã nói: từ đầu tháng 7, các tàu Trung Quốc đã thực hiện các cuộc khảo sát hàng hải gần khu vực bãi Tư Chính dưới sự hộ tống của các tàu hải giám cùng lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc có vũ trang cũng như đông đảo lực lượng dân quân biển để đe dọa Việt Nam và các nước ASEAN. Họ đe dọa và các nước này nhằm phải tránh xa khu vực kiểm soát của Bắc Kinh trong khi đang tiến hành hoạt động khai thác dầu khí hợp pháp trên khu vực vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ trên Biển Đông. Thì đây là phản ứng của ông David Stever, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đã chia sẻ trong cái bản tường trình của ông trước Quốc hội Mỹ. Và đặc biệt là mỗi đợt cách nhau vài ngày, cứ chiếc tàu Hải Dương 8 này lại có thể sẽ xuất phát trong thời gian tới, cho nên lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng như những lực lượng chấp pháp Việt Nam phải sẵn sàng chuẩn bị cho việc đối đầu tiếp tục với những đợt tiếp theo của chiếc tàu này trong thời gian không biết trước. Tuy nhiên, phía Trung Quốc thì đã chuẩn bị đầu tư một cái đội tàu hải cảnh rất lớn, hàng đầu của thế giới, với trên 300 chiếc được đầu tư vượt đập đóng mới và bổ sung liên tục. Thì hình ảnh mà các bạn có thể xem, đây là một trong những chiếc tàu hải cảnh đi hộ tống tàu Hải Dương 8 trong thời gian vừa qua vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là tàu số 35111 với được sự thiết kế rất đặc biệt là phía sau có thể đỗ máy bay trực thăng, còn phía trước mũi tàu nhọn và được bọc thép rất cứng và có thể lao đâm húc bất cứ tàu nào của Việt Nam cũng như tàu cảnh sát biển Việt Nam. Và trọng lượng của những chiếc tàu này cũng rất lớn và điều đó sẽ gây khó khăn cho lực lượng chấp pháp của Việt Nam đấu tranh với Trung Quốc trong việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam liên tục, và chắc chắn trong thời gian tới họ tiếp tục sẽ làm điều này. Các tàu của Việt Nam thì vừa nhỏ lại ít nên đã bị Trung Quốc áp đảo trên Biển Đông. Với hải trình của tàu Hải Dương 8 ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được chia sẻ thì chúng ta thấy rõ phía Trung Quốc đã không bị ảnh hưởng gì và có vẻ họ rất yên tâm để thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam giống như cái ao nhà của họ vậy. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy những cái đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 trong thời gian vừa qua theo một cái đường thẳng rất cố định, và mỗi cái chiều dài một cái đường này thì nó kéo dài tới hơn 200 km, thì quả thật là rất lớn. Và ngoài ra những cái đường khảo sát được thực hiện vào cái thời gian vừa qua chạy song song với bờ biển Việt Nam và khá gần bờ biển Việt Nam, theo như chia sẻ của ông Phạm Thắng Nam, người chuyên theo dõi những cái hải trình của tàu Trung Quốc và tàu Việt Nam. Có điểm của tuyến khảo sát này chỉ cách mũi La Gàn, Bình Thuận 144 km, cách mũi Dinh, Ninh Thuận khoảng 140 km mà thôi. Thì đây là hình ảnh các bạn có thể thấy thì rất sát bờ biển Việt Nam. Như vậy chứng tỏ rằng phía Việt Nam đã không làm được cái việc mà ngăn cản hoặc bảo vệ được chủ quyền của đất nước trước cái sự xâm phạm của Trung Quốc. Và ngoài ra chúng ta cũng đã thấy rất rõ những cái hình ảnh tiếp theo của chiếc tàu này, và đúng như dự đoán vào lúc 1 giờ 13 phút sáng ngày 23 tháng 9 năm 2019, hôm nay giờ Việt Nam, Hải Dương 8 đã đến đá chữ thập kết thúc cuộc khảo sát xâm lược lần thứ 3
Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy cũng trên trang của ông tweet của ông Phạm Thắng Nam, thì các bạn có thể thấy cũng rõ và liên tục được cập nhật những cái thông tin chi tiết mà báo chí ở trong nước không hề đăng tải, những cái nội dung rất quan trọng và nghiêm trọng này của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Và điều đó với hơn 800 cơ quan báo đài và hàng chục nghìn phóng viên báo chí thì phía Việt Nam cần phải xem xét lại cái việc đầu tư cho đội ngũ truyền thông như vậy là không xứng đáng để phục vụ nhân dân, vì họ đã không làm những cái điều rất quan trọng để cho người dân biết được thông tin sự thật đang diễn ra như thế nào. Và Việt Nam đã nhiều lần ra công hàm phản đối, nhưng Trung Quốc thì có lẽ đã không đếm xỉa đến những cái việc đó, cho nên họ vẫn tiếp tục thăm dò. Và đúng như kế hoạch, và các bạn cũng đã thấy cái hành trình và cái hải trình của những chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 này, nó đi rất đều và rất đầy đủ, cũng như không bị cắt đoạn như là khi bị tàu của Việt Nam ngăn cản, mà Việt Nam đã dường như không thể làm được gì trước cái sự xâm phạm của Trung Quốc. Và qua cái việc này thì uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam thì xuống rất thấp và bị sứt mẻ đến nghiêm trọng với lòng tin đối tác chiến lược, khi Trung Quốc coi thường cái cam kết mà họ đã luôn nói là 4 tốt và 16 chữ vàng đối với Việt Nam. Và điều đó các bạn cũng có thể thấy những hình ảnh rất gần gũi của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình trong cái lần uống trà tại nhà sàn cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì điều đó cũng nói lên cái việc mà Trung Quốc và Việt Nam luôn luôn có quan hệ mật thiết. Nhưng mặc dù là đồng chí, mặc dù là cùng ý thức hệ Đảng Cộng sản với nhau, nhưng hiện nay Trung Quốc đã vứt bỏ tất cả những cái điều họ đã cam kết trước đó, và họ trắng trợn tuyên bố vùng bãi Tư Chính cũng như những vùng biển Đông khác là 90% là thuộc chủ quyền của họ trong đường chín đoạn. Và điều đó các bạn có thể thấy cái sự thất vọng của ông Nguyễn Phú Trọng hoặc là của cái Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế nào. Và thông qua cái thông cáo báo chí được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra gần đây nhất mà báo chí ở trong nước vẫn không đưa, và các bạn có thể tra vào trang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và cũng thể đọc được cái nội dung chi tiết về việc này. Đó là vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, phát ngôn viên cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc Hà Nội khai thác dầu khí ở bãi Tư Chính từ tháng 5 năm nay vi phạm thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam với Trung Quốc, vi phạm điều 5 trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở bờ biển Biển Đông và vi phạm các điều khoản liên quan trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Ông Cảnh yêu cầu phía Việt Nam ngưng ngay lập tức các hoạt động đơn phương xâm phạm để trả lại sự bình yên cho các vùng biển liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, hợp lý và không có gì phải phàn nàn. Thì đây là cái điều mà Trung Quốc đã tuyên bố rất rõ ràng và chi tiết và rất dài nữa, và chúng tôi chỉ trích đăng một phần, nhưng phía Việt Nam và báo chí Việt Nam hoàn toàn im lặng trước cái thông tin rất rõ ràng như thế này của, và các bạn hãy vào cái trang web trang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì sẽ được đọc những thông tin đầy đủ họ viết gì về Việt Nam và viết gì về Biển Đông. Thì đấy là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm khi nhà nước không phục vụ nhân dân như ở trong nước. Và hôm 20 tháng 9 thì Phó Thủ tướng tướng Võ Dũng Đam đã buộc phải sang Trung Quốc với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị để đưa ra các phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ, và cái trang của Tân Hoa Xã Trung Quốc đã đăng, và chúng tôi những cái thông tin như thế này họ đăng chi tiết. Nhưng có một điều rất trớ trêu là khi ông Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam tuyên bố là có trao đổi về vấn đề Biển Đông với ông Phó Thủ tướng của Trung Quốc, nhưng Hà Chính, nhưng mà trong cái trang của thông tin Tân Hoa Xã thì không hề nói điều đó. Thì có nghĩa là một, có thể là ông Vũ Đức Đam có thể là không đưa trao đổi mà chỉ có báo chí Việt Nam đăng tải mà thôi, thì đây là cái sự thông tin không trung thực. Hoặc có cách thứ hai là phía Trung Quốc đã cố tình giấu giếm cái việc này và không đăng những điều đó cho hơn 1.4 tỷ người Trung Quốc biết về cái việc căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đang diễn ra. Và chúng tôi xin trích nguyên cái nội dung mà phát biểu của ông Vũ Đức Đam đã phát biểu với ông Phó Thủ tướng Trung Quốc được Tân Hoa Xã đăng như sau. Ông Vũ Đức Đam nói rằng ông chân thành chúc mừng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vì những thành tựu to lớn trong việc xây dựng và cải cách và phát triển quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc là một tài sản quý giá. Phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của ngoại giao Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, củng cố tình hữu nghị giữa hai nước và nỗ lực hết sức để thúc đẩy sự phát triển của quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Hết.
Thì như vậy là trong toàn bộ cái nội dung mà ông Vũ Đức Đam phát biểu không hề nói đến nội dung về chủ quyền biển đảo tại bãi Tư Chính của Việt Nam với Phó Thủ tướng Trung Quốc. Và điều đó các bạn có thể trực tiếp xem trên trang của Tân Hoa Xã Trung Quốc, và họ vẫn đăng tải cái bài này rất rõ ràng, và các bạn tra cứu những cái thông tin mà hai bên đưa ra hoàn toàn có nhiều điểm hoàn toàn khác nhau. Và có lẽ gần đây Việt Nam đang đa phương hóa các quan hệ của mình, đặc biệt là quan hệ hợp tác về quân sự với các nước đứng đầu là Mỹ và châu Âu, với việc mà chúng ta thấy đã có những thông tin cho rằng là tháng 10 thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Mỹ. Và đây là hình ảnh một cái bài báo tại Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã đăng với việc chuyến đi Hoa Kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng có ích gì cho Biển Đông. Chủ tịch nước Việt Nam kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng sắp chính thức công du Hoa Kỳ. Việc này có giúp Việt Nam ngăn cản được bước tiến của Trung Quốc tại Biển Đông hay không? Trong tuyên bố ngày 22 tháng 8, Mỹ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lâu nay của Việt Nam trong khu vực Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế. Đây là lần thứ hai Mỹ lên tiếng về hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông kể từ khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 vào khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và gây ra vụ đối đầu giữa các tàu hải cảnh của hai bên trong gần 2 tháng qua. Đây là nội dung của bài báo đăng trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Và đương nhiên trong thời gian qua các bạn cũng đã chứng kiến việc rất nhiều những cái công bố và ủng hộ Việt Nam từ lại phát ra từ Mỹ, từ châu Âu và những nước tự do và dân chủ, chứ không phải những nước như Cuba, Bắc Triều Tiên và Lào cùng thể chế xã hội chủ nghĩa, cùng thể chế cộng sản, nhưng họ đã không hề nói gì và không hề ủng hộ hay là hỗ trợ gì Việt Nam khi mà Việt Nam bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo. Và điều đó thực sự là nghiêm trọng. Và có lẽ lực lượng tình báo của Trung Quốc hiện nay đã cài cắm rất lâu và sâu ở trong nội bộ của Việt Nam, như lời của tướng Trương Gia Long đã nói, đã cảm nhận được sự nguy hiểm khi Việt Nam đang muốn ngả theo Mỹ và họ sẽ bị chống phía Nam, nên đã tìm mọi cách để gây sức ép để Việt Nam không thể bỏ Trung Quốc mà đi như vậy. Nên đội tàu thăm dò và hộ tống đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam có thể được toan tính cho cái âm mưu gây sức ép này của Trung Quốc đối với Việt Nam. Ngoài ra bên cạnh đó, Việt Nam hiện nay đang chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 13. Các vị trí quan trọng nhất trong bộ máy đảng và chính quyền đang được sắp xếp. Điều này sẽ quyết định rất lớn đến tương lai của Việt Nam sẽ đi đâu và về đâu trong những thời gian tới. Nhiều khả năng Trung Quốc cũng muốn Việt Nam có một chính phủ thân Bắc Kinh, xa Mỹ để họ dễ bề khống chế, điều khiển. Nên trong thời gian tới sẽ còn nhiều chuyện bất ngờ giữa hai nước cộng sản diễn ra. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi cùng biết được những mong muốn của các bạn để phục vụ các bạn trong thời gian tới một cách nhanh nhất, tốt nhất và trung thực nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2019. Trung Khoa.